Trên đây là 6 bài học mình đã học được khi chứng kiến vụ sụp đổ của Luna và UST. Bài học đầu tiên là bài học về sự khiêm tốn cho những nhà lãnh đạo. Đôi khi bởi vì quá thành công cho nên là họ sẽ thường phóng đại cái tôi của bản thân lên, tự tôn thờ chính mình. Họ sẽ không sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp, những bình luận của người khác. Và Dubon, giám đốc điều hành của Terra là một trường hợp như vậy. Thật sự là không ít lần trên mạng xã hội thì Dubon đã có những phát ngôn gây tranh cãi. Ví dụ như ông Freddy đang có những góp ý về mô hình của Luna. Dubon trả lời như sau. Đây chắc là quan điểm ngu học nhất mà tôi từng đọc trong cả chục năm nay. Nếu mà stupid thì ngậm mồm vào, hỡi những tỷ phú mà tôi đang follow, vào đây mà coi xem có gì nè. Hay như khi Avot tweet là Luna mà phá đỉnh thì tôi sẽ shock mạnh tay đó nha, bởi vì đó là đống rác Ponzi thật, và khá là chắc kèo là mấy quỹ đầu tư cũng sẽ làm như vậy thôi. Dubon trả lời, ừ nhưng mà tiền của mày thì có bao nhiêu đâu. Và sau đó thì Avot đã làm thật, ông đã short 6 triệu đô Luna. Hay trong một lần khác, Dubon tweet là by my hand, die will die. Rồi cuối cùng thì die cũng toang với tay tao mà thôi. Và kết quả là chúng ta có một bộ ảnh meme huyền thoại cho câu nói này. Và kinh điển nhất có lẽ là đoạn video phỏng vấn sau của Dubon. I wonder how many of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like 2 to 5 years later. Oh, 95% are gonna die. Yeah. 95% are going to die. But there's also entertainment in watching companies die too. Bài học số 2 là quản lý rủi ro. Có rất là nhiều người đã bán nhà, bán đất, bán tất cả mọi thứ và all in vào Luna hoặc là một đồng coin nào đó. Nhưng mà một bài học mình rút ra được cho bản thân và đến bây giờ mình vẫn luôn luôn áp dụng, đó là không bỏ hết trứng vào một giỏ. Bằng cách dàn trải vốn cho nhiều loại hình đầu tư khác nhau thì chúng ta cũng đã dàn trải rủi ro và tránh bị biến động khi mà có một sự cố xảy ra. Đến bây giờ thì mình vẫn chưa tin và không bao giờ nghĩ là có một ngày một đồng coin thuộc top 10 trên bảng xếp hạng đi về số 0 như ngày hôm nay, đúng không? Bài học số 3 là đừng bắt giao rơi. Khi mà giá rơi nhanh, tụt xuống nhanh và biến động không lường trước được thì đừng có bắt nha, kẻo đứt tay đó. Và trong giai đoạn giá giảm, thị trường biến động khôn lường như vậy thì tốt nhất là không sử dụng đòn bẩy. Với trường hợp của Luna, khi giảm sâu về dưới mức 1 đô thì gần như lúc này 99% là Luna sẽ sập rồi. Nhưng mà những ai đánh đòn bẩy quá tay, nếu như mà gặp quả bounce lên 7 đô này chắc chắn cháy sạch luôn. Bài học số 4, cầm stablecoin chưa chắc đã an toàn. Các bạn đã thấy viễn cảnh defect của stablecoin thuật toán là UST nó kinh khủng cỡ nào rồi đúng không? Tại thời điểm làm video thì giá của UST đang là 0.15, là biến động 85% so với mức peg 1 đô mà đáng lẽ ra nó phải duy trì ở mức đó. Thì mình cũng đã làm một video giải thích rồi, đó là USDT là stablecoin được bảo chứng một phần, còn BUSD và USDC là stablecoin được bảo chứng toàn phần. Bài học số 5 là về những định kiến, những bias về một cái gì đó too big to fail, quá lớn để có thể sụp đổ. Các bạn nên nhớ Terra Luna là coin top và được back bởi rất nhiều những quỹ lớn khác như là Three Arrows Capital, Trump Capital, cũng như là hợp tác với nhiều những tên tuổi lớn như là Avax, Lido, v.v. Trước đây chúng ta đều đã từng nghĩ Terra Luna là too big to fail, nhưng mà bây giờ thì chỉ có một điều chắc chắn trên đời này, đó là không có gì chắc chắn cả. Bài học số 6 là dành cho những builder khi mà xử lý tình huống. Mình thì mình không dám dạy bảo hay là khuyên răn ai cả, cho nên mình sẽ trích nguyên văn lời của CZ dành cho đội ngũ của Luna. CZ trước giờ vẫn luôn duy trì thái độ trung lập với các dự án, âm thầm hỗ trợ họ từ phía sau thay vì đưa ra ý kiến công khai trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì vì quá thất vọng trước cách đội ngũ Terra xử lý tình hình, ông đã quyết định phá lệ lần này và viết như sau. Tôi rất thất vọng trước cách xử lý hoặc là chấp nhận buông xuôi về việc Luna UST của đội ngũ Terra. Chúng tôi đã yêu cầu họ khôi phục lại mạng lưới, đốt lượng Luna phát hành ra và tìm cách nào đó để đưa UST về mức giá gốc. Đổi lại thì chúng tôi không hề nhận được bất kỳ phản hồi tích cực nào, hay có thể xem đó là lời phản hồi từ họ. Điều này là đối lập hoàn toàn với đội ngũ Axie Infinity khi họ đã nhận trách nhiệm, lên kế hoạch và chủ động đối thoại với chúng tôi. Vì thế mà chúng tôi đã hỗ trợ hết sức. Và cái video mình sẽ trích một bài học mà mình học được từ sếp mình, đó là when we think we have mastered the market, crypto teaches us that we are still beginners. Khi chúng ta nghĩ chúng ta có thể hiểu hết mọi thứ về thị trường này, thì thị trường sẽ dạy bạn một điều, đó là bạn chẳng biết gì cả.